Rồi hello, xin chào anh em nha, xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bản anh em. Rồi tiếp tục phục vụ cho anh em về đầu ngày ha. Giá là chưa bao gồm phí vận chuyển anh em. Anh em nào mua đơn hàng hôm nay chuyển khoản đủ em bao ship nha. Còn nhận hàng thanh toán thì anh em chịu phí ship giùm em. Rồi đầu tiên là một con dao đi rừng ha. Con này bán giá 300 anh em. Đây một kiện đồ rõ ràng ha. Dao này đẹp nha. Con này lưỡi dài 18 ha. Lưỡi dài 18. Khâu cán rồi còn ngon lành hết nha anh em. Rồi con dao đi rừng ha, có con dao đi rừng bán anh em 300 ngàn ha, dao đi rừng 300. Rồi mới lựa về được bộ màu nè, cũng đẹp nha anh em nè, đó mộc ha, chất mắt nè, mộc nè, đó. Phần gỗ thì anh em về mình chà ha, chà ra cái mình lấy nước dầu bóng mình quánh cái là nó giữ lắm, nó bóng luôn anh em ha. Đó lưỡi nè, lưỡi thì do nó cắn đồ ấy, nó nhăm nhăm, lo do lưỡi bào thường là mình mài nó mỏng nó bén thì nó hơi nhăm ha, về mình mài liếc lại. Bốn con anh em, bào đẹp ha. Rồi bốn con bào bán giá 250 anh em, 250 bốn con ha. Rồi có một con bào này bán anh em 150 nè, đế nhôm nè, nó đi chung luôn 150 ha. Đây không biết cái gì, đây đây không biết. Cây lục giác ha. Đó, lục giác để chỉnh lưỡi bào ấy nè. Rồi con bào đế nhôm 150. Rồi một con kéo tỉa nhâm. Kéo tỉa nhâm ha. Bán anh em 150 ha. Kéo tỉa nhâm 150 không chữ nha, size dài 20 nha nè. Rồi một con đe phụ hay gì nè ha. Đó. Đe phụ con này bán anh em 100.000 nè. 100k. Rồi anh em mua liên hệ em qua số điện thoại có ghi dưới phần tiêu đề ha.